trơn. Hơi nóng nóng kìa. Hiện nay nóng không? Nó là hầu lông mà. Chứ cái sàng là hầu ảo kia nóng quá thế. Da nó bị bỡ trơn. Không cháy. Dùng cái thuốc này nguy hiểm quá. Dùng để bị nặng quá nè. Hứa trơn da rồi. Da sao em dùng được cái chi nữa. Dùng phải biết. Dùng đang bị đi mà còn bao nhiêu kìa. Đông ghê trời. Hầu thì không có ai, hầu đông dữ sợ. Tê liệt cái chân này. Lại máy anh bị quay đỡ kìa. Máy này hết pin rồi. Bị về rồi. Rồi đó. Máy này tiền máu. Mấy đứa nó kìa. Được rồi, hồi nãy em làm cái này vừa rồi. Đi từ từ. Cậu này nặng được cái trán này, tại vì cái chỗ dưới này bị hư da hết rồi. Nghĩ rằng già rồi. Nghĩ rằng trời. Mà ông em là còn hay là em còn à em gửi nha,
cháy rồi mà còn mơ. Sợ mơ biết tụi chị đó. Mà tao thấy Hà mơ tao sợ lắm. Vì Hà mơ mấy cái đây dính chữ rồi đó. Không chị chi mà nhà em có tang rồi có cưới được không? Bên nhà em á, bên cái đạo của em á. Đó là số Hà chưa được đó. Ví dụ đó là em có chi. À nè bạn hay có sự cố lắm. Chưa chê đau rồi kìa. Chị Duy nghe nói hiện về cái đau rồi. Trời tiết thay đổi đột ngột quá kìa. Chị bữa hôm đó chị bị đó. Đổi thay đổi một cái là chị bị luôn. Thì nằm chẹo quẹo luôn đó. Bị đừng rụt nè. Rồi bị đau đầu. Bị treo cổ. Bị đủ thứ luôn. Cho dù lần hôm nay em hệ xuống nhìn mặt ngu gì sợ không? Đang ngủ kìa. Lâu cái đau gì vậy? Ngu gì sợ. Mấy phút rồi hả? Đâu 10 phút. Có 2 cái. 2 cái tạm tạm. Chứ cũng không. Nói chung cũng được. Ngày bữa nay phải kiếm ra được 5 video với là dự trữ. Không, bữa nay nói chung là có mấy cái mà kiểu ít cũng quay kệ. Có được là quay được rồi. Cứ kiếm đi. Tiếp. Đúng rồi. Thì mình đừng ăn được là mình cứ ăn thôi. Đúng rồi. Thế rồi để dành dành là sáu thì là chưa chắc là còn là thôi. Là mất luôn. Đúng rồi, họ ăn hủy rồi mình tới mình gửi mày. Đúng rồi. Trong khi mình là người mở ra mà mình không được ăn mà họ ăn hết rồi. Đúng không? Tiềm năng đang cố gắng mua nhà đông rồi, không có gì bằng tranh thủ. Mấy cục nến đã ai cục mua như rì ngon. Chứ cái mặt ở dưới đâu có bao nhiêu đó.
phút chưa? Ở trong góc tường chứ. Dạ dài chị Huệ về đau liền không bao nói gì chứ ngày đi chị em đau ba bữa chứ mày tuần gì tuần à hề hey. Không lấy chồng khác. Mời gì ghê rồi chả mời cái chi chi rồi chả nghĩ rằng già nghĩ rằng trời
ngồi cháy rồi mà còn mơ. Sợ mơ biến thành cái chuyện đó. Ừ. Mà tao thấy Hà mơ tao sợ lắm. Vì Hà mơ mấy cái đây dính chữ rồi đó. Không chị chi mà nhà em có tang rồi có cưới được không? Bên nhà em á, bên cái đạo của em á. Thấy hiền mới giống kìa, trời ơi. Thấy chó đái.